Xin kính chào quý vị và các bạn. Gần đây thì M4 Aqua được ra mắt và nó bán chính thức tại Việt Nam. Nó đang tạo nên một cơn sốt. Trong video hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu 4 lý do tại sao chiếc M4 Aqua này lại gây được chú ý của người tiêu dùng như vậy. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này và muốn sở hữu nhanh cho mình chiếc M4 Aqua thì đừng quên truy cập vào website taekwon.vn. Đầu tiên là về thiết kế, M4 Aqua sở hữu một thiết kế đẹp, tinh tế và nó giống tới 96% so với Xperia Z3. Tuy nhiên thì với thiết kế này, chúng ta sẽ cầm trong tay tương đối thoải mái, nó chỉ hơi cấn một chút. Với Z3 thì khả năng hoàn thiện tương đối tốt, các chi tiết tạo ra thì không bị thừa. Còn với chiếc M4 Aqua này, chúng ta sẽ gặp một vài điểm yếu như là mặt lưng của nó hơi lồi lên một chút, khiến cầm trong tay thì sẽ có cảm giác như là nó hơi cấn cấn nhẹ. Ở mặt trước chúng ta vẫn sẽ tìm thấy hai cái giải loa, tuy nhiên thì nó sẽ là loa thoại và giải ở phía dưới sẽ là mic thu âm. Còn cái giải loa thực chất của nó sẽ nằm ở phía cạnh dưới. Đó là những điểm khác biệt giữa chiếc M4 Aqua so với cả Xperia Z3. Còn một điều khác biệt nữa đó là về chất liệu mặt lưng. Nếu như ở Z3 chúng ta sẽ có hai mặt đều là kính và nó rất sang trọng. Còn với M4 Aqua tuy cũng không kém phần sang trọng thì nó được làm từ nhựa. Các bạn có thể thấy mặt lưng nhựa này để lại tương đối mồ hôi ở dưới vân tay, mặc dù nó cũng rất dễ để có thể lau được. Điều thứ hai khiến chiếc M4 Aqua này thu hút được người dùng đó là nó sở hữu khả năng chống nước với chuẩn IP68. Nếu như Z3 phải có nắp che đậy cổng sạc thì với M4 Aqua chúng ta đã được loại bỏ cổng này, giúp có thể rất tiện trong quá trình sạc, và đồng thời nó cũng đã loại bỏ đi cổng sạc 5 châm. Đó, mình thì lại rất thích cái sạc 5 châm, nó rất tiện. Nếu chẳng may đang dùng mà có rút ra một phát thì có thể hoàn toàn yên tâm là sạc của chúng ta vẫn an toàn. Điều tiếp theo khiến chiếc M4 Aqua nổi bật hơn đó là về cấu hình. Sử dụng con chip Snapdragon 615 cùng với đó là 2GB, mọi thao tác thì đều rất mượt mà, khả năng chiến game thì rất tốt. Tuy nhiên thì có một game đó là Alphan 8, chả sao nó lại không tương thích. Mình đã thử vài lần cái đi cái lại mà nó vẫn không tương thích. Với 2GB thì đa nhiệm của nó tương đối tốt, mình có thể chuyển qua chuyển lại với các ứng dụng một cách mượt mà, nó không hề phải lo lại game ứng dụng trong quá trình sử dụng. Với cấu hình như này thực sự nó không quá ấn tượng, tuy nhiên thì nếu xét ở mức giá mà nó đang mang lại thì với Sony đó quả là một bước tiến lớn, khi chính sách giá của Sony năm nay rất dễ chịu và với một mức giá rất hợp lý như vậy, chúng ta đã sở hữu được một cấu hình mạnh mẽ. Và đặc điểm cuối cùng khiến chiếc M4 Aqua thu hút đó là về camera. Chúng ta sẽ có camera sau với độ phân giải 13 megapixel này, camera trước với độ phân giải 5 megapixel, chúng ta tự sướng ảo diệu hơn. Và cùng với đó là nhiều tính năng hay, thú vị mà chiếc M4 Aqua đem lại cho người dùng trong quá trình sử dụng. Với camera trước thì chế độ tút lại ảnh trên zoom sẽ cho chúng ta có thể làm được khá là nhiều trò hay ho này, nên có thể chọn được các filter làm hiệu ứng khuôn mặt chúng ta đẹp hơn, như là mặt tự nhiên này, dễ thương này, cổ điển, rồi giảm nắng, ui đen xì không được, mình đen rồi. Và cùng với đó là rất nhiều các cái hiệu ứng hay, filter hay. Đó. Wow, nếu các bạn để ý kỹ thì với tính năng này nó sẽ là ảnh thực, tức là nếu các bạn chọn những cái hiệu ứng nào thì ngay lập tức nó đã được áp lên mặt của mình luôn. Isa, trước đây thì mình đã gửi các bạn 4 lý do tại sao chiếc M4 Aqua lại thu hút người sử dụng như vậy. Chúng ta sẽ có một thiết kế cực kỳ đẹp, sang trọng, tinh tế, cùng với đó là khả năng chống nước vẫn được Sony trang bị cho chiếc M4 Aqua này, đặc biệt là cổng sạc nó được loại bỏ đi nắp đậy thì chúng ta có thể sạc một cách dễ dàng, tiện lợi hơn. Thứ ba là về hiệu năng, nó đã sở hữu một hiệu năng rất tốt so với mức giá mà Sony mang lại. Và cuối cùng là về camera, sở hữu camera với nhiều tính năng hay, thú vị và đặc biệt là camera cho chất lượng ảnh tương đối tốt. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc M4 Aqua này và muốn sở hữu ngay cho mình thì đừng quên truy cập vào website taekwon.vn và đến ngay với các cửa hàng Taekwon gần nhất để có thể trải nghiệm và đưa ra cho mình quyết định là lựa chọn chiếc M4 Aqua này hay không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Taekwon, uy tín và giá trị đích thực.